Khi đã chứng được sơ thiền rồi, Đức Phật có nói phải diệt tầm diệt tứ mới chứng được thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc cho định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vậy tại sao lần này tầm tứ cần phải được diệt mới chứng được thiền thứ hai? Có phải tầm và tứ có gì đó không tốt và không có ích chăng? Thì nó chỉ đơn giản là khi một đứa bé đó nó bắt đầu nó tập di chuyển, thì đầu tiên nếu khi mà nó chưa có vững thì nó tập bò, nó cần phải có bốn chi nó bò thì nó mới vững. Nhưng mà dần dần á, khi mà nó xương nó cứng cáp rồi thì nó không cần phải dùng tới hai tay nữa, mà nó chỉ cần nó đứng dậy và nó có thể đi, nó đi được và nó chạy được. Thì như vậy cái vấn đề ở chỗ không phải là do cái tay nó bị tật. Mình không thể mình đặt câu hỏi là cái tay em bé nó bị tật hoặc là nó bị bệnh hay sao mà nó không còn dùng tay nữa để nó di chuyển. Nó chỉ đơn giản là do khi nó cứng cáp rồi thì nó không cần phải bò nữa mà nó có thể chạy, nó có thể đi. Cũng vậy, khi mà chúng ta hành thiền á, thì do cái sơ thiền đối với nhị thiền thì sơ thiền nó còn yếu. Sơ thiền đối với nhị thiền nha. Chứ còn mà sơ thiền mà đối với mình thì cái sơ thiền nó cũng dữ dội lắm á. Nhưng mình so với nhị thiền thì sơ thiền nó vẫn còn kém. Nó vẫn còn yếu, cái định nó vẫn còn yếu. Cho nên khi mà định vị đó vững á, định của vị đó vững thì tự nhiên vị đó không cần phải có tầm tứ nữa mà vị đó vẫn có thể nhập định. Ha. Hoặc là sư ví dụ như khi mà quý vị chạy xe đạp, ai có hồi xưa có chạy xe đạp quý vị sẽ thấy bình thường chúng ta chạy xe đạp á, chúng ta dùng cả hai tay đó. Nhưng mà khi mà chúng ta chạy mà nó cứng rồi đó, thậm chí chúng ta bỏ một tay rồi chúng ta bỏ hai tay chúng ta vẫn chạy xe đạp được, chạy không té nha, chạy không té nha, chạy bình thường chạy không té. Thì chúng ta không thể nào đặt câu hỏi là ủa hai tay bị tật hay là hai tay bị đau hay là hai tay bị bệnh hay sao anh không xài hai tay, mà chỉ đơn giản là tôi tự tin vào cái khả năng điều khiển xe đạp của tôi tự tin cái khả năng điều khiển cơ thể của tôi nó giữ được thăng bằng cho nên tôi không cần hai tay nữa. Đơn giản vậy thôi đó. Khi mà cái định nó trở nên nó kiên cố hơn, nó trở nên thâm sâu hơn thì vị đó không còn cần phải có tầm có tứ để mà có thể duy trì cái định nữa. Nhưng mà nên nhớ như thế này, trong kinh Đức Phật, trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói giống như một con bò, khi mà nó bò đó nhưng mà nó vội vã nó bỏ hai chân trước, nó đang bò như vậy nó vội vã nó bỏ hai chân trước và như vậy con bò nó bị té. Cũng như vậy đối với người đó, đối với người vừa mới chứng sơ thiền, vừa chứng sơ thiền khi mà cái định của họ còn chưa có vững vàng, họ đã vội vã bỏ tầm bỏ tứ, họ đã vội vã bỏ tầm bỏ tứ, khi đó họ không chứng được nhị thiền và họ cũng mất luôn sơ thiền. Cái này là trong kinh nói. Thành ra đó, đối với người mà mới chứng sơ thiền hoặc là chứng sơ thiền mà cái định của họ chưa có thâm sâu thì họ không nên vội vã bỏ tầm bỏ tứ. Trong Thanh Tịnh Đạo mô tả khi nào anh được gọi là anh cái định của sơ thiền nó vững, đó là gì? Khi anh có thể nhập sơ thiền bất kỳ lúc nào, dễ dàng nhập sơ thiền bất kỳ lúc nào, trong khi đang đi muốn nhập sơ thiền đúng không, tích tắc, hoặc là nó có chậm lắm thì cũng không có quá chậm, không có kiểu như mình muốn nhập sơ thiền hả, chờ tí xíu hả, ngồi xếp y xếp áo rồi ngồi xếp bằng liêm diêm nửa tiếng 1 tiếng sau mới vô sơ thiền. Trong trường hợp đã chứng sơ thiền rồi đó, nhưng mà cái chuyện mà mình còn cà chật cà ruột mình mới vô được sơ thiền thì khi đó cái sơ thiền của mình còn rất là yếu. Sơ thiền mà mạnh á
là vị đó có thể nhập sơ thiền bất kỳ lúc nào. Thì khi đó cái sơ thiền của vị đó mới là mạnh. Và khi đó vị đó mới tự tin là bỏ tầm bỏ tứ. Đây là gợi ý trong thanh tịnh đạo ha. Và cái vấn đề ở đây không phải là nó không tốt không ít,